OK, hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với cái loạt giáo trình học 3D Spark Online. Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn anh chị em làm cái phòng này. Sau này cái phòng này cũng là sẽ là một trong những cái bài mà mình làm về cái bài cuối khóa. OK, đây cái giường này của mình áng trường kích thước nó tầm 1m8, 2m. Có thể nó xê dịch ra 20 hoặc 30 mỗi bên do những cái đấu giường này nó ăn theo nệm, nên đây không quan trọng lắm. Cái phòng này của mình sẽ áng chừng nó rộng, với cái cửa này tôi để nó khoảng tầm 700, cách từ cái mép tường vào đây khoảng, lấy cho tôi khoảng 100 này, hay là 800 đúng không, 800 800 là mét 6, giường này mét 8 nữa là 3m4 lấy cho nó khoảng 3m6 3m7 đấy, lên là 3m6 được. Chiều dài của cái nhà này nó khoảng tầm 4m hoặc lấy 4m rưỡi, thế lấy cho nó khoảng 4m rưỡi, chiều này lấy cho nó khoảng tầm 3m6 gì đấy. Cái cách dựng cái nhà này, tôi sẽ đi từ khuyết bốc. Nâng lên. Chiều này mình để nó khoảng 3m6, 4m rưỡi. Cái chiều cao thì bao nhiêu? Mình sẽ áng chừng ở đây không biết thế nào ạ. Ghế này thường sẽ khoảng tầm 4,5 500, đây, phần này lấy 500 đây. Khoảng 600 được. 1 2 3 4 4 6 24. 24 thì có thể là do cái ảnh chụp cái góc nhìn nó làm cảm giác cái phòng nó thấp đi chẳng hạn, thì mình có thể đẩy lên cho nó một chút nữa, có thể đẩy nó khoảng 2m6, thì cái đoạn ở trên này giật lên trên cái trần này là mình lấy nó khoảng 300, đáng áng chừng vậy. Thế là 26 300 là sẽ là 29. OK, được nhập cho nó 29 rồi. Sau đó mình sẽ ăn gì? Chuột phải convert sang poly. Chọn con độ 4 quét lên mặt này. Chuột phải extrude. Để tôi là gì? Local normal. Nhập cho tôi độ dày tường khoảng 200 được, 300 tùy anh chị em. Sau đó chọn mặt này. Mặt này kích cái brick. OK, bây giờ mình sẽ chia những cái ô cửa sổ này ra. Chia thì nhanh nhất là dùng công cụ gì? Scallop. Thì bữa nay tôi đang nói với mọi người cách mà tạo ra cái bảng new toolbar mới này cho mình dễ sử dụng. Tôi vào customize này. Chọn customize user interface. Ở cái mục toolbar này khi các bạn mới mở ra đấy, mặc định của nó sẽ như thế này. Cái thanh này là thanh new toolbar tôi tạo mới. Tôi kích vào new này. Nên mình đặt cái gì cũng được. Ở đây mình có toolbar mới. Những công cụ mà tôi hay dùng này, convert to editable poly, bấm nhanh phím C, phím E, kéo dưới này. Ở đây có một convert to editable polygon, tôi cầm tôi kéo sang bên này. Tiếp tục convert to editable spline, cầm kéo sang bên này. Tiếp tục một cái nữa rất hay dùng đó là center pivot, bấm chữ C, E. Làm đâu à? Trên này. Đây. Kéo này. Một cái nữa hay dùng đó là squeeze loop, bấm SCW. Đây. Squeeze loop. Cầm kéo xem này. Đấy, sau đó các bạn cầm cái này bạn ném sang cái thành bên trái giống như tôi làm là được. Theo cái mấy công cụ này có tính năng như nào? Giả sử chúng tôi có khối bốc như này, tôi muốn convert nó sang đối tượng poly nhé, mình phải chuột phải chọn convert to editable poly. Nhưng làm này rõ ràng mình mất rất là nhiều công đúng không? Mình sẽ phải chọn nó này, sau đó mình chuột phải này, đưa chuột xuống này, đưa chuột sang, khi nó kích nhầm sang cả dạng mesh hay cái dạng nào khác nữa.
Theo đây mình chỉ cần chọn đối tượng này và gì kích vào biểu tượng cái là xong, là nó thành cái đối tượng ấy rồi poly cho mình. Cái tương tự với nó, những đối tượng như là rectangle là đối tượng hình shape. Để em muốn chuyển nó sang đối tượng SPLine, các bạn sẽ phải chuột phải convert to editable SPLine. Nghĩa là mình cũng mất rất nhiều công ở đây, tôi chỉ cần gì kích cái là xong. Thế đấy là cái công năng của nó. Cái mục center private này là như nào? Center là tâm, private nó là tâm đối tượng. Nghĩa trong quá trình làm việc có thể các bạn sẽ phải attach những đối tượng của mình với những đối tượng khác. Giả sử tôi không bốc này. Thế tôi sẽ phải chuột phải attach với thằng sphere này. Sau đó trong quá trình làm việc mình thấy rằng là mình phải detect cái đối tượng này ra. Thế để detect ra tôi làm, tôi chọn cái độ 5 đúng không? Tôi quét thằng sphere này vào đi. Kích và detect. Nhưng khi detect xong thì cái mặc định tất cả các đối tượng mà được attack vào nó đều lấy theo cái private ban đầu, nghĩa là cái đối tượng đầu tiên mà các bạn attack với những đối tượng khác. Thế nên do đó khi tôi chọn là sphere tôi di chuyển này, thì tôi phải cầm mãi ra xa cái thằng private nó mãi xa này, rất là bất tiện. Thế thay vì tôi phải vào cái mục hierarchy chọn effect private only, kích vào center to object. Ở đây. Mất rất nhiều công thì mình mới đưa được cái private về cái vị trí này. Rõ ràng ở đây tôi chỉ cần gì kích vào cái biểu tượng center private này là xong. Nó giúp mình cái rút ngắn cái thời gian làm việc thì rất nhiều. Ok, thế còn thằng script loop này để làm gì? Ở đây tôi đang đứng ở đối tượng editable poly đúng không? Thế bây giờ tôi kích vào script loop. Thế bình thường giả sử ý tưởng của tôi đấy là bây giờ tôi muốn là gì? Connect cho nó một cái segment ở đây, rõ ràng mình phải chọn cái độ 2 quét vào đây. Chuột phải connect. Cái này như trước tôi chỉ rồi trong cái bài nào đấy. Bây giờ nhắc lại. Sau đó các bạn có thể dịch chuyển cái thằng này về phía nào này. Về đây chẳng hạn. Ok, sau đó các bạn nhập cho tôi là trừ 500 chẳng hạn. Làm này mất cũng khá nhiều công. Thì tôi xóa đi. Ở đây mình chỉ cần kích vào group, kích bất kỳ cái vị trí nào, chuột phải kết thúc lệnh, bấm phím Esc, cầm theo trục X dí vào cái điểm này. Này tôi chắc chắn là tôi để đúng vertex, dí vào cái điểm này, quả xong được. Dí cái điểm này. Tôi đưa chuột vào cái vị trí cái điểm này này. Được chưa nhỉ? Còn khi mình cầm theo trục x nó sẽ lấy trung bình đưa vào đây, dí vào đây. Ok. Rồi sau đó thì nhập trừ 500. Rõ ràng là cái thao tác này mình nó nhanh hơn rất là nhiều, trong khi mình muốn vẽ những cái đối tượng mà không cần quá chính xác. Ở đây tôi sẽ ứng dụng một cái phần này luôn, ứng dụng để cho mình quan sát. Phòng này cách mép tường, cái cửa sổ cách mép tường 100. Ok, tôi kích vào số cái loop. Kích vào đây. Sau đó để cho cái đoạn này nó thẳng nó theo phương trục Y thì tôi bấm phím R scale lại. Bấm W, SC bật lên dí vào đây. Nhập trừ 100. Xin lỗi. Trừ 100. Đây là xong. Kế tiếp mình sẽ kích vào loop vào đây. Nhưng mà khi mà các bạn kích vào đây thì tất nhiên là cái đường này của mình nó sẽ bị chéo một chút. Lý do là do gì? Cái đoạn này của mình đang ngắn này, đoạn này nó dài nên khi nối kiểu gì nối nó bị chéo. Bây giờ tôi chặn luôn ở đây cho nó một cái, thì sau này làm những cái khác nó sẽ dễ hơn. Error scale nó lại, W dí vào đây, trong. Rồi bây giờ sẽ xử lý cái cửa kia dễ rồi, xử lý click đây cái, dí vào đây, trừ 700, tương tự. 700. Ok. Bây giờ mình sẽ chi tiết cửa sổ này. Cái thằng này 700. Thì tôi áng chừng cái thằng này cứ cho nó khoảng tầm 800 thì đấy. 1 2 3 38 24 cộng thêm những cái đoạn này nữa. Nó khoảng tầm 100 gì đấy, hoặc 150. 8 24 2 mét rưỡi 26. Nhập vào 26 cũng được. Kích loop kích đây. Đồng thời nó cách cái mép tường này một đoạn khoảng tầm
600 gì đây. Error scale thôi. Trừ 600. Slope. Scale nó chút. Trừ 26. Ok, tôi được cái cửa sổ ra ra đây. Nên bây giờ mình sẽ xác định chiều cao từ sàn lên trên này nó khoảng 500 hoặc 600. Chiều cao từ trên này xuống. Rõ ràng bây giờ mình trừ đi 300 đây. 300 nhiêu nhỉ? Rồi 300 ở đây ở dưới nó khoảng tầm lấy cho nó khoảng tầm 400 đi, 700. Thừa thiếu bao nhiêu kệ nữa thôi. Này 600 này 500. 2 mét. Không nhớ nữa. Lấy 300 đi, 400. Ở dưới giật lên khoảng 500 thì. Connect. Ở trường hợp này tôi đẩy nó về âm 100 này. Ok, nó sát dưới này. Tôi nhập lên cho nó là khoảng 500. Quét hết. Nhớ phải quét nhỉ. Còn nếu các bạn ring thì cũng được, nhưng nó sẽ mất công hơn. Hoặc gặp trường hợp mình có thể chọn nhầm cái cạnh này, chọn thiếu bên trong. Ok, trong trường hợp này khi mà tôi để nó là gì, kéo lên trên này, các bạn thấy là những cái segment connect bên trong bên ngoài nó chạy theo phương khác nhau. Em tôi để này về 0 này. Ok. Cầm cái gì lên trên. Lần này tôi giật xuống là gì? 700 đúng không? Trừ 700. Cho cái đầu 4 cho mặt này. Brick. Đây, đây. Brick. Vậy là xong. Đến tiết mục chế cái cửa. Nhớ là cái phím này. Chế độ bật tắt điểm thì khi nào tôi dùng tôi mới bật nha. Để nguyên như này dùng rất là khó chịu. Thì những cái cửa này của mình ấy, nó đóng mà có thể cửa gỗ nó ốp bên ngoài. Nó sẽ cách những cái mép tường này của mình một đoạn khoảng 20. Giật lên trên khoảng tầm 70-80 gì đấy. Thì cách vẽ những cái thể loại cửa như này thì đây tôi sẽ thể hiện cho anh chị em. Lần sau mình sẽ làm tương tự như vậy. Cái cửa này có nó cửa lùa. Ok, tôi sẽ đứng ở cái vùng nhìn này. Chọn back. Ở đây tôi sẽ đi cho nó gì? Khối bốc. Đây nữa. Đây mình nên chia này trước mình sẽ làm. Ở đây nó thêm cho hai cái đố nữa. Trong cái độ 2 quét cho phải connect. Để tôi là hai đối tượng. Ok. Chuột phải chamfer nhập 50. 50 thành 100 đúng không? Ok. Chọn cái độ 4, chọn cái này. Cái này. Brick. Bây giờ mình sẽ vẽ cửa cho nó. Box. Cái tiếp mình sẽ gì? Thích thì edit poly cho nó được. Trong cái độ 2 quét connect thêm với hai đối tượng. Ok. Chuột phải chamfer chút. Đầu tiên cứ để 50 đi cho nó bằng cửa kia đi. Trong cái độ 1 quét cái này dí vào đây. Thì vấn đề bây giờ là những cái phần gỗ nó ốp ngoài này, nó sẽ phải giật ra những cái mép ngoài này. Tính từ cái mép tường lên trên là khoảng 70, giật xuống dưới so với cái phần tường xây khoảng 20, thì tôi sẽ làm như vậy. Nhưng ở đây tôi sẽ phải gì? Connect thêm đường cho nó, chọn cái độ 2 quét, chuột phải connect. Cứ giãn này nè. Ok. Cho cái độ 1. Quét cái này. Trừ
70 chẳng hạn. Tương tự này. 70. Quét đằng trên. Trừ 70. Và những cái phần ở phía dưới này so với cái mép tường cũ của nó này, kéo bắt lên trên này, này. Giật trừ 20. Tương tự 20. Cái đoạn này mình sẽ phải nối xử lưu luôn cho nhanh. Bắt điểm này, gì này. 20. Trừ 20. Và còn cái đoạn này nữa, nhây đúc vào đây, giật ra mỗi bên là 20 được, trừ 20. 20. Khi chọn như nhây đúc chuột vào cạnh nha, để nó lúc đủ một vòng cho mình. Sau chọn cái độ 4, chọn mặt này, mặt này. Brick. Hiện tại cái phần gỗ là mình nó đang để trùng với cái mặt tường này, sau này render ra chắc chắn nó sẽ bị lỗi, nó không biết nhận diện cái mặt nào là cái mặt mà để thể hiện vật liệu nữa. Thì cái phần này thường nó sẽ giật ra khoảng tầm 20 rồi đấy. Giật ra mép là 20. Tôi sẽ chọn cấp độ 1. Quét. Trừ 20. Ok, đó là xong. Bây giờ mình sẽ thể hiện những cái chỉ nhỏ này. Ở đây nó có chỉ nó giật ra này. Giật ra khoảng tầm 20, lên trên chắc khoảng tầm 25 30 gì đấy. Ở trên này mình để ý mình sẽ thấy cái chỉ như vậy. 20 giật ra 20. Ok, tôi chọn cái độ 2, chọn cái này, ring. Chuột phải connect. Để nó một segment thôi. Dán lên trên này. Trừ 20. Sau đó mình chọn cái độ 4, chọn những cái mặt này. Extrude 20. Ở dưới chọn cạnh này. Ring. Trừ 30. Extrude. Cho nó giật ra 20 hay là 25 cũng được. Ok, ở đây nó đi những khối chính của mình. Bây giờ đi những khối phụ như nào? Thì rõ ràng ở đây mình sẽ để ý nó những cái chỉ rất nhỏ này, với ảnh cái độ phân giải nó thấp. Nó sẽ giật cấp lên một lần nữa, sau đó là bắt đầu nó sẽ giật ra những cái khối mà để đỡ những cái thành của cái cửa sổ này, khung cửa này trượt lên trượt xuống mà. Ở đây tôi chỉ cần chọn cái độ 2, chọn cái này, cạnh này, cạnh này, ring, chuột phải connect, không, đẩy ở đây. Tôi sẽ nhập vào cho nó một đoạn khoảng 20 rồi đấy. Sau đó mình chọn cái độ 4, chọn những cái mặt này. Control Shift để chọn thêm những cái mặt này. Chuột phải chút để dạng local normal. Giờ lên cho tôi khoảng tầm 15 gì đấy. Sau đó mình sẽ thể hiện cái cửa này. Đầu tiên là thể hiện cái phần G này nè. Thể về nguyên tắc ấy,
Nó sẽ phải có những cái gờ ở đây để nó cái cánh cửa này nó bám được vào. Cái cửa này mình làm nó dày khoảng 30 cũng được. Đấy, 30 nhân 2 là thành 60. À, chọn cánh này, cánh này. Cánh này, ring. À, chuột phải connect. Ở đây tôi sẽ khống chế nó. Ok đã. Sau chuột phải chamfer 30 thì thành 60. Ở đây mình sẽ nhập cho nó là thêm cho nó một đoạn nữa. Thì đây 30 sang mỗi bên. Sau này mình còn chamfer cạnh ra để tạo cái độ dày cho cái phần cánh nữa. Nghĩa là cái độ dày cho cái gờ để bám cái cánh cửa sổ vào đấy. Thì mình có thể để nó khoảng tầm 40 được, xem. Ok, nhai đúc tiếp vào cạnh những cạnh này. Chuột phải. Chamfer. Để tôi khoảng tầm 3 ly rồi đấy. 3 thì thành 6 ly. Ok. Trong cái đầu 4 chọn màn này ship, Ctrl ship, Ctrl ship. Ctrl ship. Tương tự Ctrl ship. Ok, sau đó mình sẽ chuột phải chút nữa. Để cho tôi khoảng tầm 15 20 gì đấy. Ok, vậy xong. Vậy là cơ bản là mình đã xong cái phần cánh này, phần khung này. Sau đó mình sẽ phải chamfer nó đi. Tất cả những cái đối tượng sau này mình làm mình đều chamfer hết, không khi mà các bạn render ra những cái phần cạnh nó sắc nét trông rất là khó chịu. Ở đây làm nhanh tôi có thể là chọn cấp độ không được, bởi vì đây nó sẽ có những chi tiết nó nhỏ hơn nữa. Rồi chọn những cạnh nhỏ hơn như này. Chuột phải chamfer. Thích bò tròn thì nó sẽ mình nữa. Ở đây chú ý một điều ấy, nó có một cái mục là Smooth Entire Object, nghĩa là khi mình chamfer nhiều đối tượng này, nó sẽ làm mềm đi, không những cái khu vực chamfer mà còn những cái khu vực lân cận nó nữa, để nó bò tròn lại làm cho cái độ chuyển mềm giữa những polygon. Ở đây tôi không thích, tôi để gì Smooth Chamfer Only thôi. Ngay lập tức cái mặt này của tôi nó phẳng lại, nên để như này hơn. Ok. Đó. Kế tiếp những cạnh còn lại với cạnh này. Cạnh này. Nhảy đúp vào đó. Chamfer là chút. Này tôi chỉ để cho nó là thêm một segment nữa là đủ, đừng nên chamfer nhiều quá. Ok. Những cái chi tiết nhỏ khác thì không cần. Bây giờ tôi sẽ chế sang phần cánh, bật F4 lên quan sát là dễ. Cánh ở đây mình có thể vẽ xem như nó kéo đây. Nhập giúp tôi là dày 30. Edit poly cho nó. Chọn cấp độ 1, bật F3 là quan sát, nghĩa là thằng này nó sẽ nằm trong cái khuôn này thôi. Đây nữa. Ok. Chọn cấp độ 2, quét này. Connect. Sau đó mình sẽ chọn cấp độ 1, chọn xóa thằng dưới đi được. Chọn cấp độ 3 là border, cáp cái thằng này vào. Thì cái phần cánh này rất là dễ rồi, nó chỉ là cái khối như này thôi và nó chia những cái ô nhỏ này ra. Ở đây tôi sẽ chọn cấp độ 4 này. Chọn mặt này. Mặt này cho phải insert vào.
làm cho tôi một cái đoạn insert vào cho nó khoảng 60 vậy. Ok. Brick. Thì nó chia ngang chia dọc này ra, nhưng mà tất nhiên những cái đố này của mình nó sẽ không to bằng cái khuôn này được, nó sẽ nhỏ một xíu. Cái này mình làm dày 30, trong mình có thể để nó thì khoảng 20, chọn cạnh 2 này. Ring. Chuột phải connect. Ok. Chuột phải chamfer. Nhập tôi là 10. Quét. Connect. Ở đây nó có hai đố, hai đố dọc một đố ngang. Mình thêm nó hai đố. Ok. Chuột phải là chamfer tiếp. Ok. Next. Demo thôi. Và xong. Mình chọn cái đồ 4, chọn mặt này. Mặt này. Brick. Còn lại những cái mặt này mình không thể nó đâm xuyên qua được, đâm xuyên nó sẽ lỗi mặt ngay. Nên tôi chọn cái đồ 2, quét cạnh này. Connect. Chamfer. Đây. Break. Ok, sau đó mình sẽ chọn cái đồ 2, chọn tất cả những cái mép này. Đây nè. Không cần, như này được rồi. Chuột phải chamfer giúp tôi. Thực ra cái phần này nó nấp ở trong cái phần khe cái rồi, không còn quan trọng lắm. À, quan trọng như cái thằng này này. Chuột phải chamfer. Ok, hay những cạnh biên này. Ok. Đưa vào đây xíu. Khi mình làm như này đấy, khi mình lắp cái cánh ở phía dưới nữa thì nó sẽ hai cánh này nó sẽ sát mép nhau như này. Như này thì nó sẽ không đẹp lắm. Đấy, các bạn thấy khi mà làm nên mình sẽ gì kéo này giãn này một xíu. Giả sử như cái mép này bây giờ mình ăn vào là 60 đúng không? Bây giờ tôi sẽ giật xuống là gì 30 mỗi phía, tôi quét thẳng trên này. Giật xuống là gì trừ 30. Thằng này nữa. Trừ 30. Ok. Giữ ship kéo dưới. Ok. Sau đó tôi sẽ đưa cái thằng này này sang đây một chút. Để nó khớp vào đây. Giật 20 thì đẹp hơn. Giật lại thôi. Giật lên cho nó là 10. Nên bây giờ các bạn giật cho nó xuống 20 thôi. Ok. Nào tôi sẽ đưa thằng này vào trong. Này ra ngoài. Vậy là mình được cái mối khuôn này. Chọn cả hai cái giữ shift kéo này. Ok, nhập hai đối tượng. Thì chia như này ấy, thì bên trong nó sẽ bị hẹp lại một chút. Bởi vì là cái những cái cạnh này thì nó đẩy vào trong là nhiều hơn cái mép này, bởi vì mình chamfer này ra mà. Không sao cả. Tôi sẽ giật cái này một chút. Ở đây mình có thể chuột phải tách luôn một cái đối tượng đằng sau. Chọn Chrome mode, kéo vào đây một chút. Đẩy một chút. Cánh nó hẹp thì mình đẩy đây một chút. Ok. Ở đây tôi xong cái cánh này.
Thì cái phần bên này mình cũng làm tương tự như vậy, mình sẽ để cái chi tiết này. Thằng này hơi khác một chút, nghĩa là cái thằng này nó ấy chút cái lõm cái phần này vào này. Ở đây nó cũng có cái phần chỉ nó giật vào. Đây nó tương tự như vậy. Thì đây tôi sẽ vẽ một cái cánh như này. Xoay đây. Box. Đưa đây. Cũng làm tương tự như vậy. Edit Poly. Lần này mình là bị sát tường rồi. Đúng rồi, cái đoạn này các bạn nên cách cho nó khoảng tầm 200 mà đẹp hơn. Ok, không sao cả, mình vẫn sửa kịp. Trong cái đồng 1 này. Giật cái này vào đây là thêm cho 100 nữa đi. Trừ 100. Tương tự cái đoạn này. Giật đây là gì? Dương 100. Ngay tức cái đoạn này mình nó bị thiếu mất gì 200. Không sao, quét cả cái mảng này. Giật thêm ra ngoài tôi 200. Sửa là bình thường đúng không nhỉ? Mình đâu có thiết kế nhà thì mình biết kích thước thế nào. Đoán chừng nó không đúng lắm. Nhớ cái nhà này của mình bây giờ nó không phải là 3 mét 6 nữa mà khoảng 3 mét 8 gì đấy. Ok, tương tự mình sẽ switch luôn ạ. Đây một cái này. Đây một cái, đây một cái, đây một cái. Cho cái đồng 1 quét giật ra là trừ 60 chẳng hạn. Ok, đây nữa. 60. Trên 60. Trừ 60. Ok, chọn cái vùng nhìn đằng sau quan sát cho dễ. Trừ 20. Kéo này ra sau chứ. Đây mình quan sát này, giờ là 60 có vẻ là nó sẽ hơi hẹp một chút. Đây các bạn có thể giật nó ra khoảng thêm 20 mỗi phía nữa. Nó khoảng tầm 80 rồi đấy. Ok, giật lại thôi. Không sao cả. Giật thêm cho nó 20 nữa. Tương tự trên, trên dưới vậy. Cái này cao độ này nó phải bằng cái này dưới vậy. Ok, sau đó chọn cao độ 4 này, break nè. Thế này dễ rồi, ở đây nó có cái chỉ dưới này. Thằng này dưới nó còn giật. Không, đúng không? Giật đây. Ở đây nó có hai nước chỉ thôi, mình làm một cái cho nó gọn. Chọn cái độ 2, chọn cái này, ring connect. Chọn cái độ 4 này. Extrude 25 này. Rồi xong. À,
sau đó cũng giống như làm thằng này đúng không nhỉ, chọn cái đồ hai kích đây ring chứ phải connect để sát mép giật vào một khoảng 20 gì đấy, chọn cái đồ 4 chọn này ship chứ phải chút local normal 85. À, sau đó mình có thể tận dụng cái khung bên này mình kéo sang, mà không thì mình vẽ mới cũng được, không sao cả. À, thích vẽ mới cho cái đồ 2 ring. Connect. Chamfer rồi. 40 đây. À, chọn cả cạnh này, chuột phải chamfer rồi. Để 10 rồi. Một sức mừng. À xin lỗi à, khoảng 3 ly rồi đấy. Ok giờ cho cái đồ 4 chọn mặt này Shift Control Shift Control Shift cho phải chút đi. Ok à, bây giờ mình sẽ vẽ khuôn cửa nữa. Xoay cap insert 60 này. Break tương tự cánh kia vậy, đây nó chia làm hai thôi à, thì mình chia nó dễ hơn à. Chọn cái đồ 2 ring connect 10 ok quét tiếp connect ok à, mặt này break tương tự mình vẫn phải connect thằng này. Break chọn cái đồ 2 chọn cái này đây nè chamfer ok giữ ship kéo xuống ok cho cái đồng 1 cầm nhấc lên lần này mình giật lên cho nó có 20 thôi 20 20 xóa này đi à, xem vào đây trong trường hợp cái màu đang bị khó coi này các bạn bấm phím M lên giúp tôi, nếu ai đó mà chưa cài được V-Ray hoặc là có thắc mắc gì có thể liên hệ tôi sẽ trợ giúp, hoặc có cái đội ngũ mấy bạn hỗ trợ làm VA này các bạn sẽ giúp các bạn. À, đến thời điểm này chắc chắn là các bạn chuẩn bị cài V-Ray là vừa rồi. Ok quay lại thằng này tiếp xử lý một chút. Thế cái phần này rõ ràng nó nếu mà nhìn đây thì nó đang gì giật lõm vào trong này một chút, nó giật theo cả khuôn này. Ở đây tôi sẽ phải xử lý riêng thế này, kích vào biểu tượng isolate selection toggle này à, chọn cái đồ 2 quét connect à, chamfer à, nhập tôi khoảng tầm 25 gì đây
ring make. Tương tự ring ok. Sau đó mình sẽ chọn cái 4, chọn những cái mặt này. Anh chút nó vào chưa để giật cho nó trừ 7 ly này. Trừ 10 đi để nó sâu hẳn luôn. Tương tự mình sẽ chọn cái độ 2, chọn cái cạnh này chamfer. Đừng chamfer nhiều quá nha, để nó khoảng tầm 3-4 xương mượt là nhiều rồi, không cần quá chi tiết đâu. Từ từ chọn cái cạnh này. Ok, cho phải chamfer. À, tôi chỉ cần để cho nó một thôi. Một xíu là được. Kiểm tra lại chút. À, rõ ràng là chọn thiếu rồi. Về xong cái này, cửa này kéo sang là xong. Này, quét toàn bộ đối tượng, bấm phím M này. Chọn tôi một cái vật liệu mà nó có cái màu ghi xám này, gán cho nó. Cửa bên này các bạn kéo sang là xong. Buổi sau tôi sẽ hướng dẫn dựng cái giường, và cái đây là sẽ là cái bài mà mình sẽ cover lại, làm cố gắng làm đẹp hơn cả nó. Buổi sau dựng cả những cái đối tượng như này, giường rồi mấy cái kệ. Ok, buổi học của chúng ta hôm nay kết thúc tại đây.